Lòng Chim Minomix xin chào 5.000 anh em. Hôm nay Lòng Chim Minomix sẽ giới thiệu cho anh em một siêu phẩm. Siêu phẩm lòng trống nha mấy anh. Lòng chim che già độ xương, cực đỉnh, cực độc. Đây, trong hình mấy anh thấy đây là cây lòng chào màu hoặc là than 64 nang, che già độ xương, quá đẹp, quá độc. Đây, em đi vô phần móc. Đây, móc là móc che cẩn xương ở ngoài, rất là đỉnh nha mấy anh. Chạm chút, quá VIP, quá đẳng cấp. Đây, đây là cái bộ nằm xương chạm chút, quá độc, quá đẹp nha mấy anh. Không từ nào có thể diễn tả được cái lòng này nữa rồi. Đây, đây là cái nóc của nó đây, nóc chum. Đây, bắt đây cho mấy anh, đây là cái nước che nè. Tất cả các cái vành nóc, móc, nằm, cửa sổ, nẹp của cái lồng này tất cả đều làm chạm chút, rất là đẹp nha mấy anh, quá đẹp. Đây, bây giờ em sẽ vô cái phần chính đây. Đây là giới thiệu cho mấy anh cái cửa. Đây là cửa trên, chạm chút, độ mặt hổ, ánh nắng quá chói chang nên cái mặt con hổ khó, rất là khó thấy nha mấy anh. Đây em sẽ zoom lên. Đó, che, mấy anh có thể nhìn cái nước che. Đây là cái mặt con hổ, quá đẹp. Đây là cái phần nẹp nè mấy anh, 6 cái cửa sổ mặt quỷ, đẹp chút, bằng xương nha mấy anh, bằng xương, quá đỉnh. Còn đây là cái phần chân nè, tan trơn, chân chạm chút, mặt hổ phù. Tiếp tục là một hổ phù, chân cũng bằng xương luôn, bi trắng rất là đẹp, quá đỉnh, quá tuyệt cho cái lồng này. Che của cái lồng này thì mấy anh cứ xem đây. Ui chà, nó già, quá đẹp nha mấy anh. Và em xin nhắc lại, đây là cây lồng chum, lồng trống đó mấy anh, 64 nang, che già, độ xương, chạm phun chút. Đây, đây là cái phần bọ đây, bằng xương nha mấy anh, bằng xương, quá đẹp. Cây lồng này em tích hợp sẵn 3 cây cầu, một cây cầu chính đầu độ mai xương, 2 cây cầu phụ cũng đầu độ xương luôn, nhưng mà không có mai. Rồi, quá đẹp. Quá đẳng cấp. Trần gian chưa có cây thứ hai nha mấy anh. Anh nào nhanh tay thì hốt liền cây đầu tiên này đi. Quá đỉnh mấy anh ơi. Rồi, anh nào quan tâm đến cây lồng này có thể truy cập vào website minomix.net hoặc là vô Facebook đánh lồng chim minomix sẽ hiện lên fanpage của bên em nha mấy anh. Quá đẹp, em xin nhắc lại, đây là cây lồng chào màu hoặc là nuôi than cũng được, lồng trống nha mấy anh, dạng chum á. Quá đỉnh, 64 nang. Đường kính của nó là rộng 40cm và cao khoảng 50cm. Wow, quá đẹp, quá đẹp cho một cây lồng quá tuyệt vời như thế này. Còn chần chờ gì nữa, hãy bắt máy lên và liên hệ với lòng chim Minomix nha mấy anh. Chỉ có một cây duy nhất, một cây duy nhất thôi nha mấy anh. Wow, quá đẹp. Hết từ để diễn tả cây lồng này rồi. Rồi, rồi, mấy anh coi vậy chắc cũng đủ rồi, em xin giải tán nha mấy anh. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại mấy anh.